Vâng, thưa quý vị, không chỉ với công tác phòng chống tội phạm mà đối với công tác phòng chống dịch cũng vậy. Bất kỳ ở đâu xuất hiện điểm nóng COVID-19, thì cảnh sát khu vực sẽ là người đầu tiên có mặt cùng lực lượng y tế tham gia truy vết dịch tễ và liên tục 24/24 làm việc với cường độ cao, không một phút ngơi nghỉ. Một ngày làm việc của các anh cứ trôi qua với những nỗ lực không ngừng. 5:30, vừa trở về từ chốt kiểm soát dịch ở khu dân cư, những chiến sĩ cảnh sát khu vực này lại hăng hái tham gia một nhiệm vụ đặc biệt, đó là quyên góp rau củ quả, chia sẻ cho người dân khó khăn trong vùng cách ly y tế. Một ngày làm việc mới của các chiến sĩ cảnh sát khu vực bắt đầu bằng những việc làm ý nghĩa như thế này. Biết là đó là rất là vất vả vì đi từ 5 giờ sáng, thậm chí các đồng chí có thể là trực đến 5 giờ sáng, nhưng mà vẫn nhận cái nhiệm vụ đó để đồng hành cùng mọi người. Và khi mà làm được cái việc đó rồi, nghĩa là về thì quần áo là lấm lem, mọi người là ai cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhưng mà trong lòng thì rất là vui. 7:30, sau 2 tiếng đồng hồ tất bật phân chia từng phần rau củ quả, những xuất quà đầu tiên đã được trao đến tay người dân khó khăn nơi khu vực phong tỏa. Vợ chồng ở bên hộ gia đình nhận được món quà này là rất vui mừng. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân, các chiến sĩ cảnh sát khu vực lại tiếp tục với công việc tuần tra, kiểm soát địa bàn. Với việc thực hiện quyết định 2788, cảnh sát khu vực được tăng cường nhiều tổ tuần tra khắp các đường ngang, ngõ dọc, tuyên truyền để người dân hiểu, chấp hành đúng theo quy định phòng chống dịch. Hàng ngày đó là tổ chức ra quân và tuần tra trong các 3 tổ công tác. Tất cả cán bộ chiến sĩ đồng lòng ra quân và thực hiện, mong muốn là thực hiện để cho có hiệu quả nhất và trong các quyết định này. 20 giờ tối, khi nhận được thông tin có cả F0 ngoài cộng đồng, cảnh sát khu vực lên đường truy vết ngay trong đêm. Họ đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà soát từng trường hợp. Với công tác truy vết, các anh phải tiếp xúc với rất nhiều người, đối mặt với nguy cơ lây nhiễm và cả khó khăn từ ý thức chấp hành của người dân. Đối với những trường hợp mà vẫn không chịu khai báo trung thực, chúng tôi sẽ có những cái biện pháp xử lý nghiêm để họ nhận thấy được cái sự nguy hiểm và chấp hành đúng theo cái quy định của pháp luật. Càng về khuya, khi người người, nhà nhà đã chìm sâu trong giấc ngủ, thì những cảnh sát khu vực lại tiếp tục nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự cho đến sáng. Một ngày cứ thế được tiếp nối. Dẫu khó khăn vất vả, nhưng những cảnh sát khu vực của thành phố Đà Nẵng vẫn lạc quan yêu đời, vì họ biết những hy sinh đó sẽ được đổi lại là sự bình yên và an toàn cho người dân.